Chào các bạn nha, Happy Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến cái thế giới trái cây nha. Ý mình là Love Food các bạn ơi. Dạo gần đây thì trong cái thế giới này nó đang rộ lên cái thông tin về tập V4 rất là vui luôn. Mình cũng muốn tham gia chung các bạn ơi. Nhưng mà muốn thức tỉnh lên tập V4 thì nó rất là khó. Cái gì mà có full moon rồi còn phải tìm cái đảo bí ẩn nữa. Để xem coi là mình có lấy được tập V4 không nha các bạn. Có thể nó sẽ rất khó, miễn các bạn giúp cho mình một like thôi, thế nào mình cũng sẽ lấy được. Vì các bạn là fan cứng của mình mà, phải chịu các bạn chứ. Thế thì đừng cho mình thấy cái thứ chết tiệt này nữa nha các bạn ơi. Tại sao tỷ lệ người chi bắp đến cái kênh của mình nó lại quá cao, mình không thích cái này đâu. Mình rất là ghét nó. Cho nên nếu bạn là người mới hay là xem chùa đi nữa thì cũng phải giúp cho mình một đăng ký kênh nha. Bấm vào cái chuông kế bên nữa. Đừng quên là mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày. Nên là bạn sẽ nhìn được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục tới với ngày thứ 29 trong cái thế giới trái cây nha các bạn ơi. Và trong ngày hôm nay đúng vậy, mình sẽ tới thức tỉnh tộc lên V4 nha các bạn. Thế thì bây giờ mình cần phải làm những gì ta? Nghĩ biết không em? Giờ muốn up tộc V4 thì mình phải có một mảnh gương anh ơi. Mảnh gương hả? Mà mảnh gương đó mình phải sao mới có được em? Dạ mình phải đánh boss category V2 anh. Category mà còn phải V2 nữa. Thế là nó không phải con lần trước đúng không? Dạ đúng rồi. Thế muốn chịu hỏi con category V2 phải như nào? Thì mình cần một cái cúp và để chịu hỏi rip in ra nè. Oh shit, cái cúp hả? Cái cúp là cái của thằng này đang cầm đúng không? Dạ đúng rồi anh, Dũng đang cầm á. Còn cần gì nữa không? Vô chịu hỏi hả? Dạ không anh, mình còn phải đổi cái cúp này thành cái cúp sô cô la nữa nè. Cúp sô cô la nữa, thế mình phải đi tìm sô cô la. Không, cái đó là bột cacao anh. Giờ muốn đi tìm bột cacao phải sao? Và đảo cuối anh ơi. Ok, let's go. Đi. Giờ bạn Dũng là cái người cầm cúp rồi thì cái người cần cacao thì đâu phải là mình đâu, mà là bạn Dũng đúng không? Dạ đúng rồi anh. Rồi, qua lấy bột cacao cho bạn đó nè. Ủa em có rồi mà anh Hảo ơi. Vậy em có gầu cacao chưa? Em có đủ rồi. Đủ luôn hả? Bao nhiêu là đủ? 10 cái thôi. Chỉ cần 10 thôi. Mà muốn có bột cacao thì mình phải làm sao mới có? Đánh bọn này là được hả? Mời anh đánh tất cả con luôn. Ồ, vậy là cứ đánh là ra. Thế bạn Dũng đã có đủ bột cacao rồi, giờ đổi lên cúp sô cô la thôi. Nói chuyện như thế này hả? Dạ đúng rồi anh. Rồi cacao nè. Đâu? Oh shit. À cúp sô cô la như vậy hả? Bây giờ mình chỉ cần qua bên kia chịu hỏi con boss thôi. Dạ đúng rồi anh. Rồi, let's go. À quá đơn giản luôn. Let's go. Muốn chịu hỏi chúng ta phải đánh đủ 500 con trong cái đảo này. Oh shit, mà cứ ấp mộng trong quá khứ mà. 5 con thôi nha, 5 con thôi nha. Đánh dư không được hả? Chứ là chịu hỏi đúng anh. Bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi? Từ từ, ngưng đánh nè, ngưng đánh nè. Rồi, xem lệnh nè. Còn một con. Ok, để anh đánh cho. Đâu ở đâu ở đâu? Con này con cuối đúng không? Đúng rồi, băng kích đi anh. Vô. Wow, không chết luôn. Rồi, băng lông nè. Băng lông đi anh. Đấy, banh sát. Đấy, rồi, 500 chọn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Rồi, giờ Dũng cầm cúp rồi, nói chuyện như này chịu hỏi con boss thôi em. Vô. Ok anh. Chịu hỏi con boss là cái ổ mày mở đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vô nè. Let's go. Vô sao không được? Để đúc kinh anh. À ok đây rồi. Đâu? Rồi Ali vô hết chưa? Rồi chuẩn bị nha. Con này là mạnh hơn con kia nhiều đúng không? Rồi anh, nó là đấu kinh anh. Đấu kinh hả? Ok. Thấy một kiếm rồi. Ôi nó dùng môn chiến thức tỉnh luôn hả? Ôi đánh anh kìa. Oh shit. Trời ơi, một skill nó 4000 máu này. Cái gì vậy? Tỉnh. Không gì phải sợ hết. Hảo đóng băng lại anh Hảo. Ok, đóng băng nè, âm 45 độ. Rồi đi mấy đứa. Bỏ nó lại thì tụi nó lại. Rồi, vô. Rồi đóng băng nè, vô. Chị bay ra đây rồi nè. Tốn nè. Rồi, đóng băng. Mình đánh con này là 100% ra cái mảnh gương đúng không? Dạ đúng rồi anh. 100% đó anh. Hầu nó trâu khủng khiếp. Đó, đập hết kìa. Ây da, đập cái lũ luôn. Ui, nó trâu quá vậy. Mình lỡ chết thì có sao không? Không sao anh. Nhưng mà cái thời gian có hạn anh. Mình phải giết nhanh anh. Có thời gian hả? Vì mình phải nhanh đó. Ôi, anh chết rồi mấy đứa ơi. Holy shit. Mình chết mình hồi xin mình vô được tiếp không? Được anh. Rồi, thằng tôi nó lại cho nè. Chơi đi. Đấy. Bên này. Đây anh stun lên nè. Rồi, chơi. Ôi shit. Bay ra đây rồi. Ôi, cứu anh. Oh shit. Anh stun lên nè. Ok, vô, rồi, chết nè. Nó chết rồi. Ui, em được red key này. Đây được red key này. Ôi, anh được mảnh gương khăn cổ với cái đinh bay luôn nè. Red key à? Ờ, red key là gì vậy? Nó giúp mình lấy mochi thức tỉnh đó anh. Ồ, oh, đây là cái giống như là con chip mochi thức tỉnh mochi hả? Dạ đúng rồi anh. Sao mình có nhiều quá vậy? 100% rơi ra. Wow, vậy là với cái đống key này mình thức tỉnh full skill mochi luôn rồi. Dạ đúng rồi anh. Mình thức tỉnh ở C2 mất tiêu rồi. Anh được cái đinh ba nè. Wow. Giờ anh đã có mảnh gương rồi nè. Bây giờ mình phải làm gì tiếp em? Full moon với tìm đảo bí ẩn anh ơi. Full moon mà còn phải tìm đảo bí ẩn nữa. Dạ đúng rồi anh. Đó là cái khó nhất á. Oh shit. Mình sẽ dùng cách là xem một hớp với anh. Hey, thì cái việc cái tìm server full moon mà còn có cả đảo bí ẩn nó khá là khó ấy. Cho nên là anh nghĩ ra cách này tốt hơn nè. Anh sẽ ở trong cái server VIP này để mà treo. Khi nào nó có full moon á thì anh sẽ gọi mấy đứa vô lại để mà đi tìm cái đảo bí ẩn. Ok anh ơi. Mình có số lượng đông mà, cho nên là mình sẽ sử dụng cái chức năng máy chủ phía trên góc trái này mấy đứa, hay không? Dạ hay anh. Đó, có rất là nhiều server luôn. Mấy đứa chỉ cần tìm cho anh một cái server ngẫu nhiên nào đó mà nó có full moon với cả là đảo bí ẩn thì gọi anh sẽ bay vô. Dạ hiểu rồi anh. Rồi, let's go. Full, anh thử vô anh. Nghĩa tìm được server có full moon này. Đúng rồi. Có đảo bí ẩn luôn. Đúng rồi.
Ok, let's go. Thế anh bỏ server này hả? Bỏ lên anh, để nhanh do full moon có hạn. Ok, đang vào. Chỉ mới vừa có full moon thôi. Nhưng mà server full. Không, anh cứ vô. Anh full này nè, anh không vào được nè. Sao rồi nghe? Mẹ sắp sáng luôn anh. Sắp sáng luôn rồi hả? Server nó đông lắm anh. Anh không vào hết được full moon à? Rồi, hết full moon rồi, hết full moon rồi. Rồi, được rồi, không sao. Ờ, bạn nào mà có tìm được cái server full moon thì bảo tớ nhé. Có gì tớ sẽ bay cho bạn đẩy 100 cái bút. Dạ, giúp tớ nhé, tớ cảm ơn nhé. Có chưa? Có rồi anh ơi. Giờ là server nghe nè, server, what the hell, sao lại server này? Anh dọn nhanh quá. Dạ, server full anh ơi. Server full à? Bạn nào? Em full moon. Gặp anh đúng không? Dạ, em vào được anh hả? Ok, anh vào này. Nhưng mà đã là Sam á, ở bên cái chỗ nào mà Sam bon? Chỗ hâm bon mà ra gì, không xa. Anh, server full. Server full. Ngọc, ao em, Ngọc, ao đi em. Ao đi Ngọc anh ơi, ao nhanh đi em ơi. Ao nhanh. Ao đi, để học bài. Ao đi, vào, lẹ, ao đi em. Chắn lên đỉnh đầu anh ơi. Phun, anh vào được rồi, Ngọc Anh ao đúng không? Anh cảm ơn Ngọc Anh nha. Anh giữ lửa. Ok, tí anh bay em xăm cú nha, anh cảm ơn nha. Không, bên kia. Rồi, mặt trăng đâu rồi? Sắp màu. Nó còn lâu không? Còn lâu lắm, nhanh lên. Rồi, qua tới này. Bây giờ sao nữa? Anh leo lên chỗ cao nhất bậc tộc thôi, nhìn lên mặt trăng không à? Chỉ vậy thôi. Đúng rồi. Anh qua chưa? Giờ anh leo lên. Trời, anh không bay được, anh khó chịu quá. Không sao đâu anh. Ok, anh sẽ bay được thôi, không sao, anh sẽ bay được thôi. Không có gì ngăn cản anh nữa rồi. Ăn, let's go. Anh nhớ chuyển góc nhìn thứ nhất. Chuyển góc nhìn thứ nhất nữa hả? Đúng rồi anh. Anh không thấy gì hết. Rồi, đó, dễ nhìn hơn chưa? Dạ, bay lên đỉnh đó, chỗ cao nhất. Rồi, chỗ cao nhất chỗ này. Dạ, bật tộc lên, dạo nhìn lên mặt trăng. Bật tộc lên, nhìn mặt trăng. Bật tộc lên. Hai kia lên. Rồi. Tê. Nhìn đi anh. Đang nhìn. Ok, nhìn, đợi tới đi. 15 giây. Hết tộc rồi. Chuẩn bị nè. Bật tộc. Bật tộc. Em qua làm gì vậy? Bật tộc, cần click gì không? Còn anh. Ok, click hết thôi. Nói chung có gì cứ bấm hết đi. Anh ơi, em nói chứ lượng một trăng sắp lặn nữa nha. Được rồi, sao sắp lặn rồi? Tắt cái quan sát đi. Tắt hai cái quan sát hả? Rồi, nhìn. Bật tộc rồi. Haki. Bật hết rồi. Kìa. Không được. Đúng rồi, phải level mắt nữa. Phải level mắt mới được. Rồi đúng tình buồn tới luôn. Tình buồn tới. Trời ơi, phải level mắt nè. Bạn Ngọc đưa anh cái gofa đi em. Em gửi anh ở đâu đấy? Gửi anh tin nhắn riêng đi. Đây đúng không? Ngọc Anh có trong group của anh không nhỉ? Có. Cảm ơn Ngọc Anh nha. Rồi ok anh cảm ơn nha. Đâu biết ăn bên này đúng không? Đúng rồi, đó. Đủ cao nhất ở đâu? Chứ mà ăn luôn ơi. Đó chúng giờ. Rồi, nhìn mặt trăng. Cảm ơn anh, mười tộc lên. Rồi, đã bạc. Rồi, vài giây nữa hả? Nó sắp lặn rồi, ai mà đợi nổi. Tộc luôn rồi. Ôi, được rồi. Rồi, tiếp. Nó nằm ở đâu? Rồi, đã bạc. Nó nằm ở đâu? Em nghe cáo quá. Đây rồi. Mảnh đấy rồi. Nó ở đâu đấy? Có mấy chỗ vuông. Anh hỏi cái hàng tìm gửi tên gì á anh? Hôm nay hả? Anh này cũng đang đi tìm đúng không? Đúng full moon, En ơi. Anh ơi, anh biết gì không? Sao em? Hết full moon là coi như là... Ôi, hết full moon thì cũng chả tìm được đúng không? Bắt buộc phải còn full moon á anh. Bắt buộc phải có full moon thì mình mới có bánh răng mà mình tìm đúng không? Đúng rồi. Ui, thế là fail rồi. Cái hàng mà tìm được cái bánh răng á, em luôn, em lặng. Ờ, thật à? Ai, bây giờ mình vẫn chưa có max cấp được, cho nên là cái việc lấy tộc V4 nó vẫn chưa tính lúc các bạn ơi. Chắc là bây giờ mình phải farm cấp thôi. À, này, vậy còn video chiều nay sao anh? Ây da, nếu mà mình đi farm cấp thì mình đâu có đủ thời gian đâu đúng không? Dạ đúng rồi anh. Thôi mình hướng dẫn cho mọi người trước đi ha. Sau này mình lấy sao cũng được bộ. Cũng được đó. Mình đã rất cố gắng để mà huy động tất cả mọi người trong Discord mình để mà tìm full moon và cái đảo bí ẩn của nó cùng lúc. Nhưng mà tất cả đều thất bại rồi. Bọn mình đã mất cả ngày các bạn ơi, rất là buồn luôn. Vì vậy mình sẽ dùng một video của bạn nào đó đã thực hiện thành công nha. Thì sau khi bạn max cấp nhìn vào mặt trăng nó sẽ lóe lên một cái ánh sáng. Thì bây giờ bạn chỉ cần đi tìm cái bánh răng nằm trong cái đảo bí ẩn này luôn. Lưu ý là các bạn phải tìm thấy nó trước khi mà mặt trăng kết thúc nha. Giờ nếu mà mình lấy được cái bánh răng trong cái đảo bí ẩn của full moon rồi thì bây giờ mình làm gì tiếp em? Thì mình đi qua đây anh. Cái này hả? Nói chuyện với cái tượng đá này nè. Vị vua bị phong ấn. Vậy là cậu đã tìm thấy một vài mảnh ký ức của tôi sau khi đánh bại con quái vật đó hả? Ai biết gì đâu, thôi nói chuyện à. Đúng rồi admin ơi. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ trả thù con quái vật đó hả? Rồi sau khi nói chuyện xong rồi mình làm gì tiếp em? Khi lấy bánh răng xong thì mình sẽ chạy qua cái đảo cái cây khổng lồ anh. Ok, let's go. À trước mặt luôn đúng không? Đúng rồi anh ơi. Đi thôi. Anh qua tới nè, giờ làm gì? Chạy hẳn lên đỉnh cây anh. Rất may là anh đang trái gồng em ạ. Wow. Mình lên tới nè. Oh shit, ai dài bị dớt biển rồi. Ok em lên tới anh ơi. Vô em ơi, nói chuyện với cái chấm hỏi này hả? Dạ đúng rồi anh. Bạn cảm thấy một luồng sức mạnh ở đây, một tàn dư của quá khứ. Rồi, ok.
cũng vậy. Oh shit, một nơi bí ẩn đâu đây? Đây là nơi hất động tộc V4 ư? Dạ đúng rồi anh. Wow. Rồi nếu như mình lấy cái bánh răng rồi là mình sẽ đi đâu tiếp em? Dạ mình đi qua đây, vô đây trong đây anh. Qua bên này. Trong đây, trên đây này. Anh thấy cái cần gạt trên đây không? À, nếu mà mình muốn gạt cái cần này là mình phải đi lấy cái bánh răng ở cái đảo bí ẩn mà có full moon. Dạ đúng rồi anh. Oh, chính shit. Nó đấy. Anh thử gạt coi. Anh gạt không được đâu. Bạn thiếu sức mạnh để di chuyển nó hả? Rồi ok. Nếu mà mình gạt cái cần đó xong rồi là cái cửa ở chỗ này nó sẽ mở ra đúng không? Bên đây, bên đây. Là cửa này hả? Đúng rồi anh. Cái cửa này nó sẽ mở ra. Anh có bút vào được không ta? Được anh, mình có thể suru được vào được mà. Anh thử vô nè. Rồi. Wow, đây là cách chúng ta vào được nơi này mà không cần phải đi gặt cần á hả? Chị nhỏ. Dạ, đúng rồi anh, nhưng mà ê, gọi lên chị chỉ anh ra ngoài em ơi. Chưa đủ sức mạnh để anh vô đâu. Rồi nó cấm mình vào đúng không? Hiểu. Và sau khi mình đã vào được trong đấy rồi thì mình có hất định được tộc với bốn luôn chưa? Chưa anh, cái này chỉ là bước đầu tiên thôi. Ồ, mới chỉ là bước đầu tiên thôi hả? Dạ đúng rồi anh. Vậy là vẫn chưa có ai đạt được cái tộc với bốn hết. Đúng rồi, chỉ admin ra thôi. Hey, vậy là chúng ta vẫn chưa thức tỉnh được tộc với bốn các bạn ơi. Phải đợi cái game này cập nhật thêm thì chúng ta mới có khả năng đấy. Có thể thì đây là ngày thứ hai mình thất bại các bạn ơi. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc như lần trước nữa, các bạn sẽ rất buồn. Đúng không? Thế thì các bạn phải giúp cho mình một like nha, để cho mình có động lực tiếp tục cái hành trình thức tỉnh tộc V4 nha. Bấm đăng ký kênh và bấm một cái chuông kế bên nữa để mà theo dõi cái hành trình của mình. Đừng quên là mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có buổi tối tốt lành nha. Bye bye.